Rồi video này thầy sẽ hướng dẫn các bạn sẽ làm tiếp cái phần sau này và cái phần mục lục tự động. Thì trong cái phần này, ở cái phần chúng ta đặt task vừa rồi là chúng ta thiếu cái đề mục số 3, chúng ta chưa có gõ vào. Tương tự đề mục số 4 và cái bảng này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn trên Word trước nha. Rồi, các bạn mở cái file buổi 3 này lên. Mọi người nhìn ra đây nha. Rồi đây, chỗ này là các bạn gõ số 3 nhỏ đúng không? Đúng chưa? Số 3 nhỏ là gì? Vừa, không phải. Vừa còn là chất liệu cho nhiều bài hát. Cho nhiều bài hát. Rồi bây giờ chúng ta cũng format cho nó. Đây số 1 đúng không? Rồi đây số 2 rồi ha. Rồi format Enter đúng không? Bấm vào số 3. Được chưa? Ở đây chúng ta không cần phải gõ số 3 chứ quên. Đó. Tự động. Được chưa? Tương tự số 4. Đây chúng ta Enter xuống nè. Thì lúc này nó vẫn còn mấy cái tab này. Thì các bạn nắm giật kéo nó lên là nó mất. Giật kéo lên là mất. Giật kéo lên là mất. Và các bạn lưu ý dùm tuyệt đối không đụng tới mấy cái này nha. Cái cục này nè. Ha. À, có nhiều bạn lại đi nắm cái cục này đi kéo vào. À. Rồi, bây giờ chúng ta gõ là số 4 đúng không? Nội dung số 4 là gì? Dừa cũng đã trở thành một nguồn cảm hứng trong văn chương. Dừa cũng đã trở thành một nguồn cảm hứng trong văn chương. Đó. Rồi, Enter xuống hàng đi. Rồi bây giờ chỗ này chúng ta cũng format Enter ha. Rồi số 4 được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tạo cái bảng nè. Bây giờ tới phần table nè. Và cái phần table này các bạn muốn tạo một cái table thì các bạn phải xác định xem nó có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Nhìn vào cái bảng này các bạn cho thầy hỏi có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Một hàng, hai hàng, ba hàng, một hai ba bốn năm cột, ba hàng đúng chưa? Rồi chúng ta vào insert, bạn nhìn thấy cái chữ table đây không? Cái biểu tượng table này thấy chưa? Vào insert, vào table. Rồi cột nè, ba cột đúng không? À, mà bảy năm cột chứ hả? Năm cột ba hàng đúng chưa? Chọn đúng như vậy, năm cột ba hàng rõ chưa? Sau đó các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nè, người ta yêu cầu gì? Cột số 1 là nó mẹt sale hay còn gọi là trộn, nó trộn ba hàng lại với nhau, thấy chưa? Tương tự cái cột này cũng vậy. Đây cột này đúng không, trộn ba hàng lại thì chúng ta sẽ vào home, mà nó không có nằm ở home. Rồi, nó nằm ở cái layout. Không phải. À, sorry, nó nằm ở thẻ layout. Đây nè. Nó nằm bên đây nè, layout này nè. Nghĩa là khi chúng ta thao tác trên trên bảng thì nó mới hiện ra hai cái tab này. Nó gọi là table tool nè, thấy không? Thấy chưa? Nó gọi là table tool nha. Rồi. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chọn cái gì? Đây chúng ta đầu tiên ta khối cái cột đó lại, chúng ta sẽ chọn mẹt sale nè, thấy không? Bấm vào đây thì nó sẽ trộn cái cột này lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ là gì? Văn chương đúng không? Văn chương tương tự cột bên này cũng thế, bấm đây. Nhưng mà ở đây các bạn để ý cho thầy nè, chữ văn chương này là nó sẽ nằm ngang, thấy chưa? Nghĩa là lúc này chúng ta sẽ điều hướng cho nó nằm ngang. Nhưng mà cái chữ văn bắt đầu từ ở phía dưới đi lên, còn bên này nó ngược lại, chữ văn từ trên đi xuống, thấy không? Thấy không? Nó ngược lại hoàn toàn. Vậy thì cái này chúng ta sẽ thao tác làm sao để chúng ta làm được cái kiểu chữ giống như thế này. Thì đây. Đầu tiên là để thầy gõ cái chữ văn chương trước đi ha, văn chương. Được chưa? Rồi bây giờ để điều hướng nè. Điều hướng nè.
Các bạn sẽ chọn đầu tiên là cái cột này trước, các bạn chọn vào khối nguyên cái cột này, chúng ta sẽ vào test chỗ này nè. Rồi nhìn thấy trong cái thẻ layout của Table Tool nè, chúng ta sẽ thấy là test direction, tức là điều hướng test nè, bấm vào đây thấy chưa, nó sẽ điều hướng như thế này. Nhưng mà ở đây mình người ta yêu cầu là gì, là từ dưới đi lên đúng không, thấy chưa? Thì bây giờ ở đây đang là từ trên đi xuống, ta bấm cái nữa là nó quay từ dưới đi lên, thấy không? Rồi bây giờ muốn cho nó vô giữa nè, nó phải nằm ở giữa ha, nó nằm ở giữa ô ha, được không? Muốn cho nó nằm ở giữa ô thì chúng ta vào đâu, chúng ta bấm vào đây nè, biểu tượng này nè, Align Center, thấy không? Bấm vào biểu tượng đó, bấm vào Align Center, bấm vào đây thì nó vào giữa, hiểu chưa? Rồi nhiệm vụ còn lại là chúng ta chỉ việc kéo gì, kéo ô này cho nó nhỏ lại được nha. Rồi chỉ vậy thôi, tương tự thằng bên này cũng như vậy, ta chỉ cần để chuột vào thôi, để con trỏ chuột vào đây, bấm nè, xoay nè, thấy không, từ trên đi xuống đúng không? Rồi bấm vô đây, đây vào giữa được nha. Rồi nắm kéo, nắm cái này kéo qua được chưa mấy đó. Rồi bây giờ chúng ta nhiệm vụ còn lại chúng ta gọi chữ thôi, gọi chữ cây dừa, bóng dừa, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hữu Thỉnh đúng không? Rồi thầy gõ vào ha. Cái gì đây, à, tên bài chứ tác giả nội dung, tên bài rồi tác giả đúng không, ở đây là nội dung, à, cây dừa ở dưới là gì, là bóng dừa, bóng dừa rồi, à, kéo nó qua xíu ha, chúng ta cân chỉnh cái này nè, đó, kéo nó qua được chưa. Rồi tác giả là gì, Trần Đăng Khoa, Trần Đăng Khoa, rồi gì nữa, Nguyễn Hữu Chính ha, Nguyễn Hữu Thỉnh, Nguyễn Hữu Thỉnh, rồi được chưa. Rồi tương tự cái chỗ này nè, à, các bạn tự gõ vào ha, à, bốn dòng đúng không, bốn dòng, ok, rồi gõ đại nó cái gì đó đi, à, enter, đó, gõ đại nó cái gì đó, enter, thầy gõ lại thái thôi ha. Rồi enter đó, gõ cái gì đó, bốn dòng được chưa, tương tự dưới nè, ta gõ vào ha, cái gì đó tùy ha. Rồi vấn đề nằm ở chỗ đó là các cái từ này nó phải đi vào giữa ô, giống thế này nằm ở giữa ô được chưa. Vậy thì để mà nó đưa vào giữa ô thì đơn giản thôi, ta khối hết lại bốn cái, ta bấm đây nè, đây nè, nhưng mà ở đây là nó vô giữa hết toàn bộ, nhưng mà giữa mà cánh trái thì người ta bấm này, thấy chưa, chỗ này nè, khu vực này thôi này, giữa mà cánh trái này được chưa. Rồi tương tự bên này cũng vậy, giữa mà cánh trái ở đây nó đã có sẵn rồi, nó đã canh rồi, đây chúng ta chỉ canh chỗ này thôi. Rồi bây giờ tới sa đinh, chỗ này là sa đinh nè, in đậm đúng không, sa đinh bấm đây, đây sa đình đúng chưa. Rồi gì nữa, đây sa đình nguyên cái đường khung này, sa đình đây cũng sa đình nha, đây cũng sa đình đó. Như vậy là chúng ta đã có được cái bảng, và bây giờ còn phần mục lục tự động, các bạn xem như sau, mọi người nhìn ra đây, để làm mục lục tự động ha thì các bạn sẽ làm theo hai bước. Bước 1 để làm mục lục tự động này. Bước 1 đó là chúng ta sẽ thiết lập level. Thiết lập level, người ta gọi là level cho các đề mục. Cho các đề mục. Bước thứ hai là chúng ta chỉ cần xuất đề mục thôi. Xuất đề mục là nó sẽ tự động nó ra. Cụ thể như sau. Đây. Các bạn xem nha. Đầu tiên đó là chúng ta hãy xác định xem các đề mục là chúng ta cần lấy để làm mục lục, thì chúng ta sẽ set cái level cho nó bằng cách nào. Ví dụ như thằng này là một La Mã đúng không? Chúng ta muốn set đề mục cho nó đúng không? À, muốn set level cho nó thì các bạn khối nó lại. Ha, sau đó chúng ta vào reference, đây chỗ này đây. Reference chúng ta update, chọn update này. Thấy chưa? Chúng ta chọn. Thông thường nó sẽ là level 2 thôi.
Level 2 đây, các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái biểu tượng đây nè. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ bằng cách ta bấm vào đây nè, bấm vào chữ Pay một op 3 nè, bấm vào đây. Rồi bấm vào heading. Thì đây ta thấy nó đây. Thấy chưa? Rồi tương tự hai la mã thì bằng cách chúng ta rất là đơn giản, chúng ta sẽ dùng format mentor bấm vào. Rồi format cho cái này thì các bạn nhìn thấy đây nó ra số hai la mã. Thấy không? Rồi format mentor tiếp luôn cho ba la mã. Ba la mã. Thấy chưa? Rồi nắm này định dạng nó lại xíu, kéo nó ra. Đó, ba la mã đây. Vậy thì chúng ta sẽ có ba đề mục rồi. Bây giờ tới một nhỏ, hai nhỏ. Rồi thằng này đúng không? Khối lại. Chọn reference. Đây, attest chúng ta chọn level 3. Đây, nó sẽ là đề mục nhỏ, thấy chưa? Tương tự chúng ta chọn cũng vào home format mentor cho hai nhỏ. Format mentor cho ba nhỏ, các bạn nhìn thấy nó đã đây chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ở đây chính là cái mục lục nè. Nó đã show cho chúng ta thấy sẵn luôn. Rồi tương tự thằng nào cùng cấp thì chúng ta format mentor hết. Rồi cái riêng cái thằng này là nó nhảy sang số 4 nè. Thì các bạn không nên làm như vậy ha, Ctrl Z chúng ta quay lại. Và chúng ta chịu cực chúng ta làm lại một lần nữa reference cho nó. Đây là level 3. Thấy chưa? Thì nó sẽ không bị ha. Rồi format mentor cho nó. Số 2. Rồi. Số 3. Thấy chưa? Rồi, số 4. Được chưa? Rồi. Như vậy là nó đã tạo xong mục lục cho các bạn rồi. Bây giờ nhiệm vụ bước số 2 là chúng ta xuất mục lục. Xuất mục lục. Ở đây thì là gọi là xuất mục lục ha, gọi là xuất mục lục. Rồi bây giờ chúng ta xuất như thế nào đây? Bước 2 nè. Các bạn vào reference. Chúng ta chọn table content nè. Mục lục tiếng Anh của nó là table of content, tức là cái bảng của nội dung. Được chưa? Thì ở đây các bạn như lưu ý giùm cho thầy, chúng ta có bao nhiêu level? Rõ ràng là 3 level. Đúng không? Vậy thì muốn xuất ra hết toàn bộ 3 level thì các bạn sẽ chọn cái nào là nó có heading tới số 3. Hiểu chưa? Thì ở đây chúng ta thường là chúng ta sẽ chọn là cái mẫu này. Ở đây là những cái mẫu tự động ha, thầy chọn mẫu này. Và các bạn nhìn thấy nó đã xuất ra tự động cho chúng ta luôn, thấy không? Hoàn toàn chúng ta không có gõ cái gì cả. Rồi ở chỗ này chúng ta chỉ việc sửa chỗ này thôi nè. Là chữ gì? Mục lục. Thấy chưa? Rồi canh giữa. Đây, giờ nhiệm vụ chúng ta chỉ việc là format chữ cho nó thôi. Phối lại hết ha. Format chữ nè. Thay New Roman đúng không? 13 nè. Enter nè. Canh đều đúng không? Rồi vào paragraph. Tăng lên. Này là 6 nè. 6 nè. Rồi multiple nè, cho nó giống như cái định dạng của yêu cầu 4 đó. Của bài 2 nè. Ok. Thấy chưa các bạn? Được chưa? Rồi cái này đổi đổi màu chữ đi. À. Là in đậm đúng không? Đây chữ màu đen đúng không? Rồi canh giữa cho nó vô giữa là thành mục lục đúng chưa? Enter nó xuống. Rồi mấy cái thường là mấy cái một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ này là thầy cho nó bình thường thôi. Hán. Rồi này là bình thường thôi. Đó. Sorry. Chọn Z. Đó. Là khối ở đây thôi. Đó. Đó. Thấy giờ một lúc bây giờ đẹp chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem là cái ở đây là nó yêu cầu là gì? Mấy cái này là màu gì? Màu xanh, màu cam. Rất là đơn giản thôi, chọn hai thằng này à, màu xanh đúng không, màu xanh kiếm màu xanh đây, ví dụ màu xanh này đi thấy chưa, thằng này cũng màu xanh đây. Rồi ba mấy cái thằng một nhỏ hai nhỏ này nè, nó là màu cam đúng không, đúng không? Rồi cho màu cam, chọn màu cam, sorry mấy thằng này màu cam. Đây. Rồi vô đây. Rồi yes. Màu cam.
đó. Còn cái này nó bị gì đây, chọn đây màu cam. Ok đó, chỗ này sửa lại màu xanh đó, được chưa? Được chưa mọi người? Như vậy là chúng ta đã xong cái phần xúc mục lục nha. Rồi video này thầy dừng ở đây, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi bữa sau thầy sẽ hướng dẫn cái này trên lớp VBS. Rồi chúng ta nghỉ đi.